Chào các bạn, trong bài học ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về template và lựa chọn template cho dự án. Nội dung bài học sẽ bao gồm giới thiệu về template, tầm quan trọng của template, hướng dẫn lựa chọn template cho dự án. Quay trở lại với giao diện của Revit khi chúng ta bắt đầu. Như các bạn đã biết trong cái bài học đầu tiên thì mình đã nói đến các bạn cái giao diện này cũng như là nói qua các bạn về cái tầm quan trọng của template rồi. Hôm nay thì chúng ta cũng sẽ nói lại một chút về cái template này. Thì như các bạn biết rằng ấy, khi chúng ta bắt đầu một cái dự án mới, chúng ta kích vào New, thì Revit nó yêu cầu chúng ta lựa chọn một cái file có tên là template. Và mình cũng nói rằng template chính là các hệ thống tiêu chuẩn làm việc. Ví dụ như các bạn làm nhà ở thì nó sẽ có những cái tiêu chuẩn riêng của nhà ở. Hay các bạn làm theo nhà cao tầng thì nó sẽ có các tiêu chuẩn riêng của nhà cao tầng. Hay là các bạn làm ở Việt Nam, hay các bạn làm dự án cho Mỹ, hay các bạn làm các bộ môn kiến trúc hay là nội thất hay là kết cấu, thì mỗi bộ môn đấy, mỗi cái loại hình công trình, mỗi công ty, mỗi đơn vị, thậm chí là mỗi quốc gia, họ sẽ có những tiêu chuẩn làm việc riêng. Thì cái tiêu chuẩn này ấy, nó không chỉ là các tiêu chuẩn về hiển thị, nó có tiêu chuẩn về 3D, nó có tiêu chuẩn về 2D, nó có các tiêu chuẩn nhằm làm sao ấy chúng ta có thể có những hệ thống dự án, có những hệ thống mô hình, có những hệ thống bản vẽ mà có chung một cách thể hiện, có chung một ngôn ngữ để làm sao chúng ta đồng bộ nhất và làm sao tối ưu hóa được cái tốc độ làm việc nhất. Thì đây thì chúng ta sẽ cùng thử tìm hiểu qua nhé. Các bạn kích vào cái mục Pro này, thì Revit nó sẽ dẫn chúng ta đến một cái folder. Thì cái folder này là folder US Metric, folder mà khi chúng ta cài đặt Revit ấy, nó sẽ cài đặt mặc định cho chúng ta nếu bạn nào có cài đặt thư viện của Revit. Thì thường ấy, cái template này nó sẽ có rất nhiều loại template. Khi các bạn cài mà các bạn cài thì nó sẽ có nào là US Metric này, nó có US Imperial này, nó các tiêu chuẩn của các quốc gia cơ. Thì đây mình đã xóa bớt đi rồi, mình chỉ giữ lại cái mỗi cái US Metric này thôi. Bởi vì là cái US Metric này nó sẽ sử dụng cái đơn vị là hệ đơn vị mét. Đấy. Nếu các bạn, nhiều bạn là khi cài Revit hay sử dụng, nó thiết lập cho mình vào cái đường dẫn là sử dụng US Imperial, thì các bạn vào, các bạn sử dụng các template thì nó toàn là đơn vị input. Đấy, các bạn lưu ý cho mình nhá. Đấy. Thì ở đây là các bạn thấy nhá, ở đây nó sẽ có một số cái bộ template bao gồm này, nó sẽ có các template dành cho architect, cái này là mình tạo ra nhá. Nó sẽ có cái default metric này. Cái template này thì thường các bạn nào mà chưa có template thì có thể dùng cái này, là nhất là bạn kiến trúc nhé, thì cái hay dùng cái này nhất. Ngoài ra các bạn thấy nó có các hệ thống template dành cho như là bộ môn nước này, bộ môn điện này, bộ môn máy này, hay kết cấu này, hay là chung hệ thống này, hay là construction, bạn không nhỉ? Thì ở đây mình sẽ thử bật cho các bạn một cái template, ví dụ cái template default metric, cái mà chúng ta hay dùng nhất. Đây. Rồi mình chọn rồi nhé, bây giờ mình sẽ kích vào OK để create project mới. Đây các bạn thấy này, cái dễ nhìn nhất là khi bạn vào một cái template có mục đoạn để mục project browser thì nó sẽ có một cái cách thiết lập riêng. Ví dụ cái template này nó chỉ có level 1, level 2, mặt đứng cao độ thì nó có tầng 1, tầng 2, hay là các hệ thống về sheet thì nó không có, ở đây nó không có khung tên, hay là các family. Thì các bạn thử xem nhé, cái family này ảnh hưởng rất là nhiều đến tốc độ các bạn làm việc này. Ví dụ tường, khi bạn kích vào để tạo ra một bức tường này, mình sẽ về mặt bằng tầng 1 nhé. Đây, khi chúng ta kích vào tường thì bạn thấy này, đây chính là cái kho thư viện của chúng ta để chúng ta sử dụng để vẽ. Và bạn thấy có rất nhiều loại tường và có những cái loại mà chúng ta chả bao giờ chúng ta dùng cả. Và chúng ta sẽ có dùng những cái loại tường riêng. Ví dụ các bạn ở Việt Nam hay dùng tường 220, tường 110, rồi tường 300, 330, ví dụ thế. Thì ở đây nó không có. Thì chúng ta có nó ở đây thì nó sẽ là cái gọi là dữ liệu RAC. Và nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ làm việc chúng ta cũng như độ nặng của file. Đấy. Hay là chúng ta cũng sẽ cùng xem cho ví dụ như cửa này. Đấy. Thì nó cũng chỉ có một là cửa duy nhất. Và có thể cái cửa này nó hợp hoặc không phù hợp với công ty của bạn hoặc dự án của bạn, đúng không? Hay là các thư viện cấu kiện family nhá, các cái đồ nội thất chẳng hạn, thì đây nó cũng không có gì cả. Bạn thấy không? Đấy. Rồi ạ. Ngoài ra nó có rất nhiều thứ nữa cơ, ví dụ như là về chú thích này, ví dụ cái chú thích, ví dụ nhiều bạn là không thích cái ký hiệu cao độ hình tròn như này. Đấy, mà chúng ta thích hình tam giác chẳng hạn, theo kiểu Việt Nam. Hay là về 2D như là các phần về dim. Thì các bạn thấy nó cũng có những cái loại dim. Ở đây thì có rất nhiều loại và đôi khi chúng ta không dùng hết hoặc chúng ta dùng cái loại riêng, đúng không? Hay là text chẳng hạn, chúng ta thử text nhá, text cũng thế. Nó cũng rất là nhiều thứ, các bạn có hiểu là nó là cả cả hệ thống hiển thị nữa.
là bản vẽ chúng ta hiển thị như thế nào, màu sắc, rồi đối tượng gì được hiện, đối tượng gì được ẩn, vân 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 vân. Nó ảnh hưởng đến cả in ấn, xuất, ket. Đấy, bạn hiểu nhỉ? Thì do vậy mình đã nói cái template nó rất là quan trọng. Nếu các bạn có một cái bộ template chuẩn thì các đối tượng 3D các bạn rất là chuẩn rồi. Các bạn sẽ vào làm, các bạn lấy phát, các bạn dựng luôn. Đấy, Revit nó giống như mình nói, nó giống như là nó chúng ta xếp các cấu, các family lại với nhau thành một cái công trình. Và nó giống như khi công chúng ta xây dựng công trình ngoài thực tế, mà các bạn đưa nguyên vật liệu đến công trường rồi chúng ta bắt đầu lắp ghép lên. Như chúng ta đổ gạch, chúng ta đổ bê tông rồi chúng ta mới lắp lên một công trình, thì Revit nó cũng vậy. Các bạn phải có các nguyên liệu thì các bạn làm cái công trình nó mới nhanh được, chứ chả ai là đi xây nhà chuẩn bị xây nhà rồi chúng ta mới đổ gạch, đúng không nhỉ? Các bạn hiểu chưa? Thì đấy là cái tầm quan trọng của template. Và như mình nói, do template là cái tiêu chuẩn, thế nên nó sẽ phù hợp với mỗi cá nhân, mỗi tập thể, mỗi doanh nghiệp, mỗi bộ môn riêng. Các bạn ví dụ các bạn làm kiến trúc thì các bạn không thể xem cái tem lấy cái template của bộ môn cơ điện để làm được, đúng không? Giả sử nhá, mình mở một cái dự án mới mà sử dụng cái template của bộ môn cơ điện này, cho bạn xem nhá. Đây. Đấy, các bạn thấy không? Nó nào là mặt bằng điện này, mặt bằng nguồn này, mặt bằng HVAC này, nước này, rồi ví dụ cấu kiện thì nó cũng toàn là ống áng. Các bạn thấy không nhỉ? Toàn là ống áng thôi. Thì chúng ta không thể dùng được. Đấy. Thế nên như mình nói, cái template là cái mang tính chất đặc trưng rất là lớn, và nó mang một cái chất xám của một cái tập thể tạo ra nó. Để một tạo ra một cái template cho một cái doanh nghiệp ấy, mất rất nhiều thời gian và công sức, và không phải ai cũng có thể tạo được. Rất nhiều bạn inbox mình hoặc là xin trên các diễn đàn xin các template. Thì như mình nói, template nó phụ thuộc vào công ty, phụ thuộc vào dự án, phụ thuộc vào đặc trưng của mỗi bên thực hiện. Thế nên nếu các bạn đi xin các template ấy, thì nó rất ít khi nó phù hợp được với các bạn, và thậm chí nó sẽ gây trở ngại cho bạn cơ. Bởi vì các bạn sử dụng một cái tiêu chuẩn mà các bạn đi xin về mà các bạn không hiểu rõ nó, thì cái việc chúng ta không thể sử dụng, khó quản lý, rất là dễ xảy ra. Do vậy mình khuyên các bạn là nếu có điều kiện thì hãy tự học và tự làm cho mình một cái template, hoặc nếu tuyệt vời hơn, công ty của bạn, doanh nghiệp của bạn có những cái bộ template chuẩn thì nó sẽ rất tuyệt vời. Tuy nhiên thì do các bạn là có thể giai đoạn đầu các bạn đang học một cách cơ bản, thì các bạn hoàn toàn có thể tạo ra được một cái template cho mình. Cái template này nếu mà ở một cách cơ bản thì các bạn hoàn toàn có thể làm được. Nó chỉ có những cái đối tượng cơ bản như là tường, trần, sàn, mái, cột, cửa đi là cái gì, hay là 2D nó có những cái dim tích tắc là cái gì. Thì ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn một cái file template, mình sẽ gửi các bạn có thể download về và sử dụng. Thì đây mình sẽ bắt đầu cái dự án của mình bằng cách là mình kích vào new, và mình sẽ pro, mình sẽ tìm đến cái template của mình. Template của mình sẽ là cái template này, và các bạn yên tâm là chúng mình sẽ gửi cho bạn nhé. Và mình sẽ open này. Ok, các bạn thấy này, ở đây thì mình đã chuẩn bị sẵn cho bạn một số cái như là tường. Đấy, nó sẽ có một vài loại tường đây, như là tường gạch này. Đấy, tường bê tông như nào, hoặc là tường concept. Cái tường concept là tường mà khi chúng ta vẽ giai đoạn concept thì chúng ta chỉ vẽ tường 2 nét thôi, 220 110 đúng nhỉ. Hay là mình cũng chuẩn bị sẵn cho bạn một số cái đối tượng như là cột, như cột đây, cột chẳng hạn, thì mình cũng sẵn cho bạn một cái cột bê tông đây hay dùng. Hay là cửa, mình cũng lốt cho bạn một số loại cửa. Tất nhiên là ở đây cửa không được nhiều các bạn, đây mình không bỏ vào quá nhiều, bởi vì thứ nhất là bỏ vào thì nó nặng, hai nữa là bỏ vào mà các bạn không dùng thì lại thành rác, nên mình chỉ bỏ một số cái cơ bản. Cái này sau các bạn làm thì các bạn có thể đúc rút, của các bạn có thể tôi hay dùng cái này, tôi hay dùng cái kia, thì các bạn có thể tự bỏ vào các bạn đó. Còn bỏ vào là thì rất là dễ thôi, trong quá trình học thì mình hướng dẫn. Đấy, ngoài ra thì mình cũng chuẩn bị sẵn một số cái family thư viện nội thất cho bạn đây. Đấy, cũng là rất cơ bản thôi nhá. Hay là ví dụ như mình cũng chuẩn bị sẵn cho bạn những cái đối tượng như là dim. Đấy, mình cũng thiết lập cho bạn sẵn một cái loại dim các bạn hay dùng trong các bản vẽ ở Việt Nam. Hay là text cũng vậy. Đấy, text cũng vậy. Được chưa? Và ví dụ như mình còn chuẩn bị thêm cho bạn như là hệ thống khung tên, tờ sheet. Đấy, để các bạn có thể dàn trang in ấn dự án luôn. Được chưa? Thì như mình nói, cái này là rất là cơ bản rồi nhé. Rất là cơ bản để các bạn có thể làm quen, và các bạn sau quá trình học thì mình tin rằng ấy, nếu bạn nào chịu khó đào sâu một tí và các bạn có thể liên hệ với mình, thì mình có thể hỗ trợ các bạn tạo một cái template cho dự án của mình. Được chưa? Thì sau khi các bạn chọn template và khởi động dự án, thì đây chính là cái dự án chúng ta.
Và đây chính là nơi chúng ta sẽ bắt đầu tạo ra cái công trình, tạo ra cái thiết kế hoạch. Và từ nay trở đi thì chúng ta sẽ vào đây để làm việc các bạn nhé. Được chưa ạ? Ok.